Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà Nguyễn Thị Lương, 76 tuổi, trú phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, vẫn nhớ như in lời thề. Đời em chỉ một lần cưới chồng, với chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, trước khi ông lên đường vào chiến trường miền Nam. Tháng 7 năm 1970, cô gái Nguyễn Thị Lương nên duyên vợ chồng với anh bộ đội Nguyễn Văn Kiên sau một đám cưới đơn giản có sự chứng kiến của hai bên gia đình. Cuối năm 1970, khi chồng lên đường nhập ngũ với lời hẹn ước, khi nào đất nước thống nhất, anh sẽ về. Chị Lương đã mang bầu được 4 tháng, rồi chị đón con gái ra đời vào giữa năm 1971 mà không có chồng bên cạnh. Anh cứ thương em không tả nổi, có khi anh suy nghĩ đến cuồng điên, muốn về ngay với em, với con, hôn con một tí và muốn làm tất cả những gì trong lúc em sinh đẻ, thổi lửa, nhóm than, giặt giũ để em đỡ vất vả. Em ơi, nhiều đêm anh nằm mơ quá mức tưởng tượng. Anh thấy anh đang lai em đi sinh, thấy anh đem cơm cho em, thấy anh đang bồng con ngồi bên bếp lửa đượm. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên viết trong thư gửi về cho vợ. Khi con gái được 3 tháng tuổi, anh Nguyễn Văn Kiên mới có dịp ghé thăm nhà. Tháng 12 năm 1971, đơn vị được lệnh vào chiến trường miền Nam, đến huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Họ tạm dừng chân nghỉ ngơi. Lúc này, người chiến sĩ ấy tranh thủ thời gian ngắn ngủi xin chỉ huy đơn vị về thăm vợ con. Đó cũng là lần cuối cùng hai vợ chồng gặp nhau. Người vợ ấy bây giờ đã 76 tuổi. Bà kể, trước lúc lên đường, anh nắm tay tôi bảo, nếu 10 năm nữa anh không về, em đừng đợi mà hãy đi lấy chồng. Lúc đó bà nhìn thẳng vào mắt chồng và nói, đời em chỉ một lần cưới chồng thôi, anh cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ. Trong lá thư viết vội trên đường hành quân vào cuối năm 1971, liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên thông báo với vợ đã đặt chân đến Quảng Bình. Lá thư chỉ có vài dòng kết thúc bằng lời hẹn ước, thống nhất anh sẽ về. Nhưng lời hẹn ấy không bao giờ trở thành hiện thực. Một ngày trước khi đất nước thống nhất, bà Lương nhận tin chồng hy sinh ở Tây Ninh.